sân khô với siêu tô chú người ta sẽ xa của cô sẽ khá chú cả mô nó thầm mà sẽ khắc cô nhìn đà với sân xa đi ăn hà đá rô quá rô quần đà má hình tầm đá rá phù trên này giác tầm tăng bảo thân quan bậc đà tầm một mông rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bì con xin lãnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ y cúng dường. Rất thành hạ tế gia tê chê nát sĩ kha mê ê tu quả thát năng tát sa bi a nu pa quê nát sa hát sa dê nát sĩ kha tú cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành mong nhờ được Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 404. Quý vị nghe âm thanh rõ không ạ? Alo 123. Hôm nay hơi khàn khàn chút ha. Không sao. Đọc hồi nào đọc không được thì thôi. Còn đọc được thì cứ đọc ha. Câu Phật ngôn 404. A sang sát thân ga hát thề hi. A sang sát thân ga hát thề hi. A sang sát thân ga hát thề hi. Câu số 2. Anagarehi chu pha yam. Anagarehi chu pha yam. Anagarehi chu pha yam. Ôn lại hai câu này. Asang sát thân ga hát thể hi anagare hi chu pha yam. A sang sát thân ga hát thể hi anagare hi chu pha yam. A sang sát thân ga hát thể hi anagare hi chu pha yam. Câu số 3, câu số 4. Anukasarin ap pichang. Anukasarin ap pichang. Anukasarin ap pichang. Tamahang phumi brahmanang. Câu này dễ ha. Rồi bây giờ ôn lại câu 3, câu 4. Anukasarin ap chẳng tâm hằng phù mi phẩm năng anu ca sa rình áp bích chẳng tâm hằng phù mi phẩm năng anu ca sa rình áp bích chẳng tâm hằng phù mi phẩm năng. Bây giờ chúng ta a sang sát thân ga hát thể hi na ga re hi chu pha yam. A no ga sa rin áp bích chăng tâm hằng phù mi phẩm năng. A sang sát thân ga hát thể hi na ga re hi chu pha yam. A no ga sa rin áp bích chăng tâm hằng phù mi phẩm năng. Sang sát thân ga hát thể na ga re chu pha yam. Anu ca sa rin áp bích chăng tâm hằng phù mi phẩm năng. Sang sát thân ga hát thể na ga re chu pha yam. Anu ca sa rin áp bích chăng tâm hằng phù mi phẩm năng. Câu này chúng ta thấy một câu tam tự kể theo âm điệu 44 ha. Với cái giọng kể này thì chắc quý vị thấy dễ không có khó.
Nhưng mà hôm nay Khang Khang tiếng kể không được, thôi nhờ quý vị kể dùm ha. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của quý vị. Alo. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Sư ngày hôm nay cũng ca kệ đúng không sư? Tức là sư không có ca kệ nhưng mà tụi con phải ca kệ phải không sư? Trời ơi, bấm nút đi, nói yes hay no, ừ đi, không nói sao biết được. Vậy tụi con cũng phải ca kệ phải không sư? Chứ không phải là nghĩ ca kệ sư. Cảm ơn quý vị đã cho nghe âm thanh rõ ràng ha. Thôi giờ đọc đi. Ủa bữa nay cô Mít Tà đâu cũng thấy cổ giơ tay vậy ta? Tự nhiên là sao ta? Tức là tới luôn bắt tài không sư? Ai, thôi đi đọc đi. Đến hồi sư nói nhiều quá, nói đọc bài đi, nhiều chuyện quá. Trời ơi, thôi thầy sao trò vậy đó mà. Thôi con bắt đầu đọc nghe sư, cho sư đi uống nước đi sư, cho nó khỏe đi sư. Xin kính thưa quý vị, trong đạo tràng cùng sư, tôi xin trả bài Kinh Pháp Cú câu 404, chữ đẹp ha. 404, 707, như nào mà, nhiều chuyện quá, tính nói thôi, nhiều chuyện quá, thôi đọc đi. Á sằng sắc thần gắt khắc thề hi á na gà rê hi chù phá dăng á nô khá xà rình ấp phít chăng tá má hằng rù mi rầm má năng á sằng sắc thần gắt khắc thề hi á na gà rê hi chù phá dăng á nô khá xà rình ấp phít chăng tá má hằng rù mi rầm má năng. Phân tích câu 1, câu 2. Á đoạn âm sằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc trường âm nhắn thân, trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, hắc trường âm nhắn, thê trường âm thông thường, hí đoạn âm, câu số 2, á đoạn âm, na ga rê ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, chu trường âm thông thường, thá đoạn âm, dân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4, và phân tích câu 3, câu 4. A sằng sắc thần gắt khắc thề hi a na ga rê hi chù pha dăng a nô ca sa rình ấp thích chăng ta ma hằng rù mi rầm ma năng. Á đoạn âm, nô trường âm thông thường, khá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rình trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp thích hai trường âm nhắn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4 này tới 423 thì mới không gặp nó nữa. Trời ơi, cái đoạn cái mục bà La Môn, ông La Môn này, bà La Môn, ông La Môn này tới 40 câu luôn ta. 423 với 17 đúng là 40 câu. Cá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhắn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3, câu 4 và đọc lại nguyên bài và ca kệ. Bữa nay sư không có ca kệ, sư nghĩ ca hù quảng, nhưng mà tụi con phải ca. Ano, ano, kasarin, ap, pishchang, tamahang, ru, mi, ram, ma, nang. Asang, sắc, thần, gắt, hắc, thề, hi, ana, ga, re, hi, chu, pa, yang. Ano, kasarin, ap, phích chăng ta má hằng rù mi rầm ma năng. Đọc lại thêm một lần nữa cho nó nghe rõ ràng. A sằng sắc thần gắt hắc thề hi a na ga rê hi chù pa dăng a nô ca sa rình ấp phích chăng ta má hằng rù mi rầm ma năng. A sằng sắc thần gắt hắc thi hề a sằng sắc thần gắt thề thế hi Anage anagare hi chubayang anokasa rinapichang tamahang ru mi ramanang asang sakthang gak khakthehi anagare hi chubayang anokasa rinapichang tamahang ru mi
Brahmanang, không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân, ít dục. Ta gọi bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trời ơi, không thấy ổng cho cái thật ơi, trong quà hết, đọc xưng của họng luôn, không thiếu điều, cũng quá cố luôn, không cho cái bông cái hoa nào hết. Chắc sư đi uống rượu, chắc sư đi uống trà, uống nước rồi đi quý vị. Cảm ơn quý vị cho bông hoa ha. Bữa nay mình tự đọc, tự sướng, tự diễn luôn nha. Mời quý vị kế tiếp nha. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc kệ ngôn 404. Dạ, để con kéo xuống ạ. A sằng sát thằng ga hát thề hi a nà gà rề hi chù pha dằng a nô ca xà rình áp bích chẳng ta ma hằng prù mi pram ma nằng. A sằng sát thằng ga hát thề hi a nà gà rề hi chù pha dằng a nô ca xà rình áp bích chẳng ta ma hằng prù mi pram ma nằng. Con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Á là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Á là đoạn âm, na, ga, rê là ba trường âm thông thường, hí là đoạn âm, chu là trường âm thông thường, phá là đoạn âm. Dăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A sằng sát thằng ga hát thề hi a nà gà rề hi chù pha dằng. Câu 3 và câu 4 ạ. Á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp, bích là hai trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin kể ạ. A sang sát thang ga ha thê hi a na ga re hi chu pha dân a no ka sa ring áp bích chẳng ta ma hăng pro mi pram ma năng a sang sát thăng ga ha thê hi a na ga re hi chu pha dân a no ka sa ring áp bích chẳng ta ma hăng pro mi pram ma năng. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà La Môn. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con kính tri ân sư. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú 404. A sằng sát thằng ga hát thề hi a na ga re hi chu pha chăng a nô ca sa rình áp bích chăng ta ma hằng rù mi rằm ma năng. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á đoạn âm, sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá đoạn âm, hát trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, hí đoạn âm, á đoạn âm, na, ga, rê ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, chu trường âm thông thường, phá đoạn âm, giăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2. A sang sát thằng ca hát thề hi
Anagarehi chu pha dăng. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á, đoạn âm, nô, trường âm thông thường. Cá, đoạn âm, sa, trường âm thông thường. Rinh, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp, tích, hai trường âm nhấn. Chăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá, má, hai đoạn âm. Hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru, trường âm thông thường. Ní, đoạn âm. Rằm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Năng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 3, câu 4. Anokasarin abhichang tamahang ru ni ram ma nang. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú 404. Asang sat thang gahat the hi anagare hi chu pha yang. Anokasarin abhichang tamahang ru ni ram ma nang. À sang sát thăng ga hạt thế hi à na ga re hi chu pha yang à no ca sa ha ring a pi chang ta ma hang ru mi ram ma năng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi Bà La Môn. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo. Alo. Dạ, con xin kính lễ sư. Con xin kính chào tất cả đạo bạn, tất cả các quý vị trong lớp. Con xin phép được đọc câu kinh Pháp Cú số 404. Sang sắp thằng gã hát thế anh à gà hí chu dằn anh đồ cá xà đừng áp bích chẳng ta ma hàng phù mi rầm mắt nằng á sang sắp thằng gã hát thế hí. Chữ á là đoạn âm, chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ sát là trường âm nhấn, chữ thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ gá là đoạn âm, chữ hát là trường âm nhấn, chữ thê là âm thông thường, chữ hí là đoạn âm. Anagare hi chu pha dăng. Chữ á là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ ga là trường âm thông thường, chữ rê là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ chu là trường âm thông thường, chữ phá là đoạn âm, chữ dăng là trường âm theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 1 và câu 2. Á sang sát thăng ga hát thi á na ga rê hi chu pha dằn. Câu 3 và câu 4. Á nô ca sa rình áp bích chăng ta ma hàng phù mi râm ma năng. Á nô ca sa rình áp bích chăng. Chữ á là đoạn âm, chữ nô là trường âm thông thường, chữ cá là đoạn âm, chữ sa là trường âm thông thường, chữ rinh là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ áp là trường âm nhấn, chữ bích là trường âm nhấn, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ta ma hàng phù mi râm ma năng. Chữ tá là đoạn âm, chữ má là đoạn âm, chữ hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, chữ râm là trường âm nhấn, chữ má là đoạn âm, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Đọc lại câu 3 và câu 4. Ano kasa rin áp bích chăng ta ma hàng phù mi râm ma năng. Đọc lại nguyên bài. A sang sát thằng ga hát thị a na ga rê hi chu pha dằn. Ano kasa rin áp bích chăng ta ma hàng phù mi râm ma năng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi Bà La Môn. Dạ. Con xin, con có đọc sai, xin sư sửa bài cho con. Con xin xuống, mời quý vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc câu Pháp Cú 404.
Asang sát thằng gá hát thề hi a nà gà rề hi chù phá dần a nô gá xà riêng áp bích chẳng ta má hàng rù mi prâm. Asang sát thằng gá hát thề hi a nà gà rề hi chù phá dần a nô gá xà riêng bích áp bích chẳng ta má hàng rù mi prâm má năng. Nhà con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Asang sát thằng gá hát thề hi a na gà rề hi chù phá dần. Á là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, rê là ba trường âm thông thường, hí là đoạn âm, chu là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A sằng sắp thằng cái hát thề hi a na gà rề hi chù phá dân. Và câu số 3 và câu số 4. A nô cách xà riêng ấp tích chẳng ta ma hằng rù mi prâm ma năng. Á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, ring là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, up là trường âm nhấn, pitch là trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá, má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prum là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ano kassa ring up dit chang tama hang ru mi brahma năng. Dạ con xin đọc lại ạ. Asang sat thang ga hat the hi anaga re hi chu pha yang ano kassa ring up dit chang tama hang ru mi brahma năng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà La Môn, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. A sang sát thang ga hát thê hi a na ga re hi chu pha dân. A nô ca sa ring ap bin chăng ta ma hăng bru mi pram ma nang. Asang sát thang ga hát thê hi a na ga re hi chu pha dân. Ano ka sa ring up bình chăng ta ma hăng bru mi pram ma năng. Dạ con đã đọc bài xong. Cảm ơn cô Tâm Hạnh đã post bài. Dạ con xin mời Sis Hà. Nam mô Bụt Thầy, dạ nam mô Tham Ma, dạ nam mô Sằng Thầy, dạ dạ con đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và con kính chào đạo tràng. Dạ con xin trả bài. A sằng sát thằng ga hát thề hi a na ga re hi chu pha dần. A nô ca sa rin a bít chăng ta ma hằng ru mi brahm ma năng. A sang sát thằng ga hát thề hi a na ga về hi chu pha dần. Á là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát là trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, á là đoạn âm, na ga là Nagari là ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, chư trường âm thông thường, phá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Asang sat thang gat tha he hi a Nagari hi chu pha văn. Ano kasa rin apit chang bata tamahang brumi brahmanang. Á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp
là hai trường âm nhấn, hăng chăng là trường âm thông đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thực, ní là đoạn âm, brum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ano kasa vin apichang atama hăng bru mi brum ma năng asang sat thang gahat thề hi anaga hề hi trù pha dằng ano kasa rin apit chăng tama hằng bru mi brahma năng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục sống đời sống ích dục, ta gọi bà la môn. Asang sat thang gahat thề hi anagare hi chuk pha yang anokasa rinpa ap chittang bích chẳng tamahang brumi brahmanam. Dạ con có sai, xin đạo tràng chỉnh sửa, mà ngài chỉnh sửa con xin trả mít lại cho vị. Alo. Alo, dạ. Con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ Sư Trí Đức. Kính chào các anh chị em trong đầu tràng. Dạ, cảm ơn các bạn đã cho kính. Dạ, con xin đọc câu kệ 404. A sằng sách thần giá hát tề hí á nà gà về hí chù pha dần. A nô cá xà rình ấp tích chẳng tá má hàng phù mí phầm má nằng. A sằng sách thần giá hát tề hí á nà gà về hí chù pha dần. Ano kassa rin ap tích chẳng ta ma hằng phù mi phẩm ma nằng. Dạ, xin tích câu 1 và câu 2. A sằng sắp thần gá hát tề hí á nà gà về hí chù phá dần. Á là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, giá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, tê trường âm thông thường, hí đoạn âm, á đoạn âm, na, ga, rê, ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, chu trường âm thông thường, phá đoạn âm, giọng nguyên âm, á sằng sắp thằng gá hát tề hí á nà gà đề hí chù phá dằn. Và xin phân tích câu 3 và câu 4. Á nô cát xà rình ấp tích chằng tá má hằng phù mí phầm má nằng. Á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rưng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ấp tích hai trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vô trường âm thông thường, ní đoạn âm, vâm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á sằng ano kassari mắt chẳng ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Dạ, xin đọc lại câu kệ 404. A sằng sắp thần gá hát tề hí á nà gà rề hí chù phá dần. A nô cát xà rình ấp tích chẳng ta ma hằng phù mi phầm ma năng. Dạ, xin đọc kệ ạ. A sằng sắp thần gá hát tề hí á nà gà rề hí chù phá dần. Ano kasa ring ap tichang tama hang pu mi pam manang asang sat thang ya hat te hi anagare hi chu pha yang ano kasa ring ap tichang tama hang pu mi pam manang. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục sống độc thân ích dục, ta gọi bà la môn. Và đó là bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu. Và con đã đọc và phân tích và kể xong, có gì sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe, cảm ơn tâm hạnh đã post bài. Xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ,
Con xin kính đảnh lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Con xin kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Xin kính lễ tất cả quý cô tu nữ. Xin kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc câu Pháp Cú 404. A sằng sắp thằng gá hát thề hi a na gà rê hi chù phá dần. Ano ka sa ring abit chang tamahang ru mi brahmana. Asang sat thang gat gahat te hi anagare hi chupayan. Ano ka sa ring abit chang tamahang ru mi brahmana. Dạ, con xin được phân tích. Á là đoạn âm. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sáp là trường âm nhấn. Thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá là đoạn âm. Hát là trường âm nhấn. Thê là trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Á là đoạn âm. Na, ga. Rê là ba trường âm thông thường. Hí là đoạn âm. Chúp là trường âm. Chu là trường âm thông thường. Phá là đoạn âm. Dân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á đoạn âm. Nô trường âm thông thường. Cá đoạn âm. Sa trường âm thông thường. Ring trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Up pit là hai trường âm nhấn. Chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má là hai đoạn âm. Hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ru trường âm thông thường. Mí đoạn âm. Râm là trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, con xin được đọc lại. A sằng sắp thằng gá hát thề hi a na gà rê hi chù phá dân. A nô cách xa rình áp bít chăng. Ta ma hằng rù mi brâm ma năng. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà La Môn. Dạ, con đã đọc xong, nếu có sai xin sư chỉ dạy. Dạ, xin cảm ơn Tâm Hạnh đã bó tài, xin cảm ơn tất cả anh chị em trong đạo tràng đã hỗ trợ. Dạ, con xin xuống mít. Đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ thầy Trí Đức, con kính chào quý, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Con xin phép đọc bài 404. A sằng sắc thần ga hát ga hát thề hi a na ga rê hi chu pa dần a nu kha sa vin a pi chần ta ma hằng vun ni bram ma nằng. A sằng sắc thần ga hát thề hi anaga re hi chu pha yang anu kasa rin apit chang tama hang bung ni brahmanang. Phân tích một, câu một và hai. Á đoạn âm. Sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát trường âm nhấn. Thân trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cá đoạn âm. Hát trường âm nhấn. Thê trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Á đoạn âm. Na ga re ba trường âm thông thường. Hí đoạn âm. Chu trường âm thông thường. Phá đoạn âm. Dân trường âm đọc theo dòng nguyên âm. A sang sát thần ga hát thề hí a na ga re hí chu pha dần. Câu ba và bốn. A nu kha sa rin áp bít chần ta ma hằng vùng mi bầm ma nằng. Á đoạn âm. Nu trường âm thông thường. Khá đoạn âm. Sa trường âm thông thường. Nguyên trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Hai trường âm nhấn. Chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm. Hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Vù trường âm thông thường. Mí đoạn âm. Brum trường âm nhấn. Má đoạn âm. Năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Anu kasa rin apit chăng tá má hằng vùng mi brum má năng. Asang sát thần ga hát thề hi ana ga re hi chu phá dần. Anu kasa rin apit chẳng tám hằng vùng mi bầm ma năng. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục,
ta gọi là Bà La Môn, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phép kể. A sang sát thân gà hận thế hế anagare hi chú pha yang a nô kha sa vinh áp tích trắng tam hăng quân mi bấm ma nằng. Con đã đọc bài xong, con kính âm tri ân âm ngài và con kính cảm ơn đạo tràng có sai sinh nhật đạo tràng sử dụng cho con. Và con kính mời tĩnh tâm. Con xin cảm ơn. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sàng Khà Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, con kính chào toàn thể quý đạo hữu. Dạ, sau đây con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 404. A sằng sát thằng gá hát thề hi á nà gà rề hi chù phá dần á nô ca xà rìm á phít chẳng ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Á sằng sát, á sằng sát thằng gá hát thề hi à nà, hi à nà rề hi chù phá dần á nô ca, á nô ca xà rìm á phít chẳng ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Dạ con xin đọc câu số 1 và câu số 2 phân tích nè. A sằng sắc thằng gá hát thề hi à nà gà rề hi chù phá dần. A sằng sắc thằng gá hát thề gá hát gá hát thề hi à nà gà rề hi chù phá dần. Dạ á là đoạn âm, sằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắc, sắc là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá, gá là đoạn âm, gá là đoạn âm, hát, hát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, á là đoạn âm, na, ga, rê là ba trường âm thông thường, hí là đoạn âm, chu là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, văn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á sằng sắc thằng, á sằng sắc thằng gá hát thề hí à nà gà rề hí chù phá dần. Á nô cá xà rìm á phít trần tá má hằng rù mi rầm má nằng. A nô ca sa hiềm áp phích trần tá má hằng rù mi rầm má nằng. Và á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rim là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, áp là trường âm nhấn, phích là trường âm nhấn, trần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má là hai đoạn âm, hằng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, râm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc lại hết nguyên câu ạ. A sằng sắc thằng gá hát thề hí à nà gà rề hí chù phá dần. A nô ca xà rìm a pít trần a ta ma hằng rù mi rầm má nằng. A sằng sắc thằng gá hát thề hi à gà rề hi chù phá dần anh nô ca sa rìm áp phít chằng ta ma hằng rù mi rầm má nằng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi Bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con cũng xin kệ. A sang sa thắng ga hang thề hi a na ga re hi chu pha yang a no ka sa rim a pin chang ta ma hang ru mi ram ma nang. Dạ con đã đọc xong, con kính cảm ơn đạo tràng và kính cảm ơn cô Tâm Hạnh bót bài. Con kính sư và đạo tràng chỉnh giúp mà dùm cho con ạ, chỉnh sửa dùm con. Dạ con kính mời cô Lạc Lê ạ.
Alo. Cảm ơn Tịnh Tâm. Ủa sao cô thấy cô đứng thứ ba lên chị? Dạ, cảm ơn tất cả thiện thiện tín đã cho biết âm thanh rõ. Bây giờ con xin đọc cái câu pháp cú số 404, trước hết con kính lên lễ ngài. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, và Nam mô Sang Kha giá. Con kính lên lễ ngài, con chạy không quên đầu quên đuôi. Con xin đọc câu pháp cú số 404. A sang sát thằng ga hát thê hi a na ga re hi cu u cu pha yang an ano kha kha sa rin ap pi chang tama hang pru mi ram ma nang a sang sát thằng ga hát thê hi a na ga he at re hi cu pha yang Anoka sa rin apit chăng. Dạ là con xin dịch hai câu đầu tiên. Chữ á là đoạn âm, chữ sân là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ sát là trường âm nhắn, chữ thân là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ gá là đoạn âm, chữ hát là trường âm nhắn, chữ thê là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm. Câu số 2 là á là đoạn âm, chữ na là trường âm thông thường, chữ ga là trường âm thông thường, chữ re là trường âm thông thường, chữ hí là đoạn âm, chữ cu là trường âm thông thường, chữ phá là trường âm thông thường, chữ dân là trường âm đặt thu giọng nguyên âm. Ano ano kasarin apichang tama hang pro mi brahmanang. Chữ á là đoạn âm, chữ nô trường âm thông thường, chữ cá là đoạn âm. chữ sa là trường âm thông thường, chữ rin là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ áp là trường âm nhắn, chữ pít là trường âm nhắn, chữ chăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, chữ tá là đoạn âm, chữ má đoạn âm, chữ hăng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm, ru là trường âm thông thường, chữ mí là đoạn âm, râm là trường âm nhắn, chữ má đoạn âm, chữ năng là trường âm đặt thu giọng nguyên âm. Dạ dạ chữ mười con xin kệ. Asang satthang gahathehi anagare kupayam anokasang rinap binchang tamahang rumi brahmanang asang satthang gahathehi anagare kupayam anukasarim apbincham tamang rumi brahmanang. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục, ta gọi bà la môn. Và con đã đọc xong câu pháp cú số 404. Kính mời vị kế tiếp ạ. Alo, 1, 2, 3. Vì sức tâm nói xa thú, xa thú. Chữ phá là đoạn âm, cô bị lộn rồi, đúng rồi. Chu phá dần, chu phá dân, chữ chu là trường âm thông thường, phá là đoạn âm mà đọc là phá là trường âm thông thường, chữ dân trường âm đọc thấy giọng nguyên âm. Sư Tâm Phương ơi, thấy sư Tình Tâm thấy không, lộn một chút hả, một chữ với một chút vậy. Chữ phá là đoạn âm chứ không phải trường âm thông thường nha. Rồi, nghiên cứu lại đi, đọc từ từ, đọc với lẹ quá chứ cho nó bị lộn. Từ từ luôn cũng như. Rồi, mời suy nghiệm từ. Dạ, con kính cảm ơn ngài. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng.
Dạ, con cảm ơn đạo tràng cho để mình cho từ biết âm thanh rõ. Con xin trả bài phân tích và đọc câu kệ ngôn 404 ạ. Dạ. A sang sat thằng ga hắc thề hi anaga re hi chu pha yang ano kasarin apik chang tamahang pru mi brahmanang. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. A sang sat thằng ga hắc thề hi anaga re hi chu pha yang. Á là câu số 1, á là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắc là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, hắc là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm. Và câu số 2, á là đoạn âm, na, ga, rê là ba trường âm thông thường, hí là đoạn âm, chư là trường âm thông thường, phá là đoạn âm, dân là trường âm theo giọng nguyên âm. Và con xin phân tích câu số 3 và câu số 4. Ano kasarin apik chang tamahang prumi brahmanang. Và câu số 3. Á là đoạn âm, là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Áp tiết là hai trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 4, tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prom là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và con xin đọc lại 4 câu. A sang sát thằng ga hắc thề hi anaga re hi chu pha yang ano kasarin apik chang tamahang kru mi brahmanang asang sat thang ga hak thề hi anaga re hi chu pha yang ano kasarin apik chang tamahang kru mi brahmanang. Dạ, con xin kể câu pháp cú 404. A sang sat thang ga hang thi anagare hi chu pha yam anokasarin ap pik chang tamang pu mi brahmanang asang sat thang ga hang thi anagare hi chu pha yam anokasarin ap pik chang tamang pu mi brahmanang. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục, ta gọi bà La Môn. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con đã phân tích và con đã đọc xong, con có sai, mong ngài và đạo tràng chỉnh sửa lỗi giùm con. Và kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Và bây giờ niệm từ xin mời bằng tay của chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ ngài Chí Đức, con xin kính chào quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu Phật môn 404. A sang sát thằng ga hát thề hi anà gà rê hi cụ phá dằn hi chù phá dằn anô cá xà rừng a bích chẳng ta ma hằng rù mi rầm ma nằng a sẵn sát thẳng ca hát thề hi a nà gà rề hi chù phá dằn á sẵn á đoạn âm sẵn trường âm đọc theo giọng nguyên âm sát trường âm nhấn thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm gá đoạn âm hát trường âm nhấn thề trường âm thông thường hí
á hai đoạn âm na ga re ba trường âm thông thường, hí đoạn âm chu trường âm thông thường, phá đoạn âm văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, a sang sát thằng ga hát thề hi a na, a sang sát thằng ga hát thề hi a na ga re hi chu pha văn, a no ca sa rin áp bích chẳng ta ma hằng ru mi ram ma năng, á đoạn âm nô trường âm thông thường, cá đoạn âm sa trường âm thông thường, rin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á bích ha trường âm nhấn, chăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tá má hai đoạn âm hằng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ru trường âm thông thường, mí đoạn âm pra trường âm thông, pram trường âm nhấn, má đoạn âm năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ano kasa ring apit chang tamahang ru mi pramanang. Con xin đọc lại từ đầu. Asang sat thang gahat thề hi ana ga re hi chu pha dằng ano ca sa rình áp bích chẳng ta ma hằng ru mi brahm ma năng a sằng sát thằng ga hát thề hi ana ga re hi chu pha dằng ano ca sa rình áp bích chẳng ta ma hằng ru mi brahm ma năng As-sang-sat-thang-ga-hat-thi An-na-ga-re-hi-chup-pha-yam An-o-ka-sa-ri-ng-ap-it-chan Tha-ma-ha-ma-ru-hi-ram-ma-nang. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ích dục, ta gọi Bà La Môn là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin xuống mic. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con xin đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý bà và quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kệ 404 ạ. A sằng sát tầm ca hạt tề hi a na gà rề hi chù phá dặn Ano kasa rin ap pichang ta mahang pru mi pap manang. Dạ con xin phân tách hai câu ạ. Asang satam ga hat te hi an na ga re hi chu pha yang. Asang là á là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát tăng sát sát là trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, tê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, ga rê là trường âm thông thường, hí là đoạn âm, chu là trường âm, phá là đoạn âm, giang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con xin đọc tiếp hai câu 3 và câu 4 ạ. Ano ka sa rin ap pi chang ta ma hằng pru mi bạc rập ma nằng. Á là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, cá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường, rin là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, up pitch
là hai trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng. Nguyên âm tá má là hai đoạn âm, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí là đoạn âm, prap manang, prap là pram là trường âm nhấn, má là đoạn âm, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại. Asang satang gat hát thề hí a na gà rề hí chù phá hàm. Phá dặn. A nô ca xà rinh áp bí chẳng tà mà ma hằng phù mi prap ma nặng. Con xin kể. A sang sa tăng gà hát thề hí Anagare hichu phayam Anokasa ring up pichang Tamahang pru mi prap manang. Không liên hệ cả hai, xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà La Môn. Con xin hết và con xin mời quý vị tiếp theo ạ. Dạ con xin xin quý thầy và quý bạn, nếu con có đọc sai chỗ nào thì xin quý thầy và bạn chỉ cho con ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Hai Thị. Nam mô Ma Da Nam mô Sang Kha Da. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nè, thấy chưa, đâu phải con Nhật Quỳnh không đâu. Nguyên Trang nè, Quang Thanh đọc chưa? Ta bài chưa Quang Thanh, Nguyên Trang. Dạ, Nhật Hà đưa dấu rồi kìa. Nguyên Trang đâu rồi? Chưa phải không? Nguyên Trang có commit được không Nguyên Trang? Alo, Quang Thanh trả bài chưa? Chờ Nhật Quỳnh một tín hiệu. Dạ cảm ơn Xích Tô Thị Phúng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Mà con không commit được hả? Rồi, hành kiểm chưa luôn kìa. Hành kiểm ơi, có người điểm danh kìa, mà hình như cái nick này của hành kiểm nó không cầm mít thì phải. Nhật Quỳnh nhớ vậy không biết phải không. Dạ, trong khi chờ đợi, dạ, con xin được trả bài trước. Rồi, mời quý vị chuẩn bị đưa bàn tay nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ, con thành kính lãnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ thị viên. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, cô Tự Duyên trả bài chưa cô Tự Duyên? Dạ, Nhật Quỳnh thấy hình như cô cũng mới vào thì phải. Hay là Nhật Quỳnh thấy sai không biết. Dạ, vậy nếu mà cô Tự Duyên chuẩn bị thì xin đưa bàn tay. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được trả bài trước ạ. Asang sat thang gahat thề hi anagare hi chu pa yang anokasarin apit chang tamang su mi ram manang. Con xin đọc lại ạ. Asang sat thang gahat thề inagare hi chu pa yang anokasarin Apit chăng tam hằng su mi ram ma năng asang sat thang ga hat thay in hi anagare hi chu pha yang ano ka sa rim apit chăng tam hằng su mi ram ma năng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. A đoạn âm sang trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sát trường âm nhấn, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ga đoạn âm hát
trường âm nhấn, thê trường âm thông thường, hí đoạn âm, á đoạn âm, na ga rê, ba trường âm thông thường, hí đoạn âm, chu trường âm thông thường, phá đoạn âm, văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A sang sa thang ga hát thê hi a na ga rê hi chu phá văn. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. A đoạn âm, nô trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, riêm trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ấp trường âm nhấn, khuyết trường âm nhấn, trăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Su trường âm thông thường, mí đoạn âm, râm trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ano ca sa rim áp phi chăng tam ma hạng su mi sam ma năng. A sang sát tham ga hát thề y a na ga rê hi chu phá văn. Ano ca sa rim áp phi chăng tam ma hạng su mi sam ma năng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Dạ, con đọc và phân tích có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con. Dạ, con xin được kể. Sang sát tham gà hát thê hi a na gà rê hi chú phá văn. A nô ca sa rìm áp biệt chăng tạm ma hăng su mì sâm ma năng. Sang sát thăng a gà. Dạ, con xin đọc lại. À sang sát thăng gà hát thê hi a na ga rê hi chu phá văn. À nô ca sa rìm áp việt chăng tạm ma hăng su mì sâm ma năng. Dạ, con đã đọc phân tích và kể xong. Con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cái sai, con xin sửa được sửa. Và con thành kính tri ân đạo tràng. Con thành kính tri ân với Ngài và cảm ơn đạo tràng. Dạ, mời bạn trai cô tu nữ Tây Duyên, Nguyên Trang. Dạ, còn vị nào thì... Dạ, cô Tây Duyên không cầm micro được. Rồi, Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang có đọc bài không? Có cầm mic được không? Là mắt cầm tai niu. Alo, Nguyên Trang. Rồi, mời Nguyên Trang nghe. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 404 ạ. Cô ơi, cái này đọc thôi, có phân tích gì không dạ cô? Tại vì con nãy giờ con không biết... con sorry luôn, con không biết là chắc thôi để con đọc có đầy đủ ha cô. Dạ, vậy thôi để con đọc. A sang sát thằng ga hát thề hi a na ga re hi chu pha yang. Ano ka sa rin up bit chang tam ma hằng bru mi bram ma nang. Dạ, con đọc lại. A sang sát thằng ca hát thề hi a na ga rê hi chu pha dặn. Ano ca sa rin áp bích chăng ta ma hằng pru mi brahm ma năng. Phân tích kệ nữa. Con đọc như con bị la thôi, không sao. Hôm nay con đọc không nổi. Á là đoạn âm, sang là trường âm. Thông thường. Á là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sát là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Gá là đoạn âm, hát là trường âm nhấn, thê là trường âm thông thường, hí đoạn âm. Á là đoạn âm, na là trường âm thông thường, ga trường âm thông thường, rê trường âm thông thường, hí đoạn âm, chư trường âm thông thường, phá đoạn âm,
văn trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3. Á đoạn âm nô, trường âm thông thường, cá đoạn âm, sa trường âm thông thường, rin trường âm đọc theo giọng nguyên âm, up là trường âm nhấn, pitch trường âm nhấn, chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4. Tá má hai đoạn âm, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pru là trường âm thông thường, mí đoạn âm, pra trường âm thông, no cái này prum chứ, prum trường âm nhấn, má đoạn âm, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và đây con đọc lại, nãy giờ con đọc sai tùm lum, con đọc lại. A sang sát thằng ga hát thề hi an nà gà hi an nà gà rề hi chù pha dần ano ano kasarin ấp bích chằng tama hằng pru mi pram ma nằng. Cả em sao quên rồi ta. Asang satang gahate hi anagare hi ufayang anokasa rin apitchang tamahang pru mi brahmanang. Asang satang gahate hi anagare hi chufayang anokasa ri apbichang tamahang pru mi brahmana. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà La Môn. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và cho con đọc lần nữa đi, nãy giờ con đọc nó tùm lum tà la hết, là con đọc lại. À, hôm nay ngài đừng la con nha ngài, hôm nay con không có vui. Dạ con đọc lại. Asang sát thằng ga hát thề hi anà gà rề hi chù phá dần ano ano kassa rin ap bích chẳng tama hằng bru mi bram ma nằng. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Con kính tri ân ngài, con kính cảm ơn đạo tràng. Dạ con có đọc sai thì kính xin là ngài sửa cho con, mà ngài đừng có la con là được rồi. Dạ con xin xuống mít. Sa thủ Nguyên Trang, về bổn quá mà vẫn vào rung, vẫn đọc pháp là hay rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Thiện Hữu Trang Nhật Quỳnh biết được kính hiệu, vậy là tinh tấn lắm rồi. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chi tôn đức Nhật Quỳnh kính đạo tràng. Cảm ơn tịnh tâm cho Nhật Quỳnh biết được kính hiệu. Dạ, con biết ngày hôm nay sức khỏe không có tốt, nhưng mà bây giờ đã kéo dài tới 5:41 rồi. Dạ con xin thay mặt đạo tràng con cung thỉnh ngài trở lại đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn tịnh tâm, cảm ơn Nguyên Trang, cảm ơn đạo tràng. Đạo tràng ơi, Nguyên Trang ơi, Nguyên Trang cầu chư thiên đi Nguyên Trang, cho sức khỏe ngài tốt, ngài trở lại cầm mít không ấy, ngài ngủ luôn mà Nguyên Trang ơi. Dạ cảm ơn chị Hai Đệ. Dạ, hôm nay sức khỏe ngài không tốt, ngài không cãi nổi luôn đó Nguyên Trang. Nên là ráng cố gắng lắm mới vào rung. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh ngài trở lại mái à. Dạ, ngài có nghe âm thanh con không bạch ngài, ngài cho con một tín hiệu, con cầm mít nặng lắm rồi. Không cầm mít được, không kể được, nhưng mà la Nguyên Trang chắc là la được. Vậy là Nguyên Trang được ưu ái lắm rồi, đâu phải dễ bị ngài la đâu. Ngài la ngài có mặt lắm, nhất là Nhật Quỳnh với Nguyên Trang là bị ngài là cho ăn chè nhiều nhất luôn đó. Nhật Quỳnh với Nguyên Trang là bị quay luôn, bị giống giống mà thành đại gia luôn. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, dạ con cung kính ngài trở lại mái bạch ngài.
Rồi, không thấy Ngài nhúc nhích gì hết. Quý vị có thấy tín hiệu của Ngài không quý vị? Alo, alo, bữa nay thì con không dám quăng mít rồi. Tại con biết sức khỏe Ngài không tốt nên mà quăng, Ngài quăng luôn. Dạ, Ngài quăng luôn nên là không dám quăng mít. Hay, dạ làm sao đây quý vị? Sức khỏe Ngài không tốt. Dạ đúng rồi, Ngài còn la là mừng á. Ngoại Nhật Quỳnh với Nguyên Trang là bị lia lịa luôn á, Ngài tỉnh tắc. Nhích là bị liền, nhích là bị liền. Nhưng mà nhờ vậy thì mình dễ sửa hơn. Dạ, dạ cảm ơn chị. Nên bây giờ làm sao? Dạ, kính mong đạo tràng cho một tín hiệu. Nhật Quỳnh phải làm sao đây quý vị? Alo, alo, Ngài không nhúc nhích rồi, có nghĩa Ngài dậy không nổi rồi quý vị. Dạ, đạo tràng cho Nhật Quỳnh tín hiệu đi, làm sao trong lúc này. Lúc này là Nhật Quỳnh không dám hâm quăng mít rồi. Đúng giờ 43 phút là ở bên đó. Không có đâu, Nam Hương bữa nay thì sức khỏe Ngài không tốt thật sự rồi. Lúc nãy mà Ngài kể được thì biết sao rồi. Dạ. Dạ. Nói chuyện đi chờ chút à thôi. Nhật Quỳnh không dám đâu. Kéo dài chừng một phút rồi thì được, chứ mà nói nhiều thành ra thành bà Tám luôn là chết chắc. Dạ. Nhiều khi Ngài ngồi vậy không nổi nhưng mà Ngài nghe hết á. Dạ. Nói mà chỉ cần lệch một chút xíu thôi là chết ngay. Mà bản thân mình thì cũng không có tốt gì hết nha. Mình nói, mình ở trên room này là mình học Phật Pháp, mình nói chuyện tào lao thì mình chỉ có chết chắc thôi nha. Ngày rầy hay là không rầy gì mình cũng chết hết. Và quý vị có thường nghe Sư Thầy Khanh nói không? Mình đi đâu là do mình hết nha. Mình chuẩn bị đường đi đâu là do mình hết. Nên cẩn thận là cái điều tốt nhất thôi, phải không? Chiếc lá mùa sơn. Rồi kêu Tỳ Viên kêu Nguyên Trang kể thiện sự ngày hôm nay hả? Rồi con thấy Ngài xuất hiện rồi, con kính dâng mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha Giá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Hôm nay quý vị tham gia hơi nhiều ha. Bây giờ là 5:45. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần gọi là phân tích tư vấn ha. Câu Phật ngôn 404. A sang sát thằng ga hát thề hi. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. A sang sát thằng là một và ga hát thề hi là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Chữ a sang sát thằng ở đây chúng ta thấy tiếp đồng ngữ á ở phía trước có nghĩa là không, rồi thêm một cái đồng ngữ nữa đó là chữ sân có nghĩa là cùng, hoàn toàn, hợp với, rồi chữ sáp thân. Sáp thân do cái động từ sách chặt tí, động từ này có nghĩa là hợp tác, có nghĩa là giao thiệp, có nghĩa là dính mắc. Nhưng mà ở đây nó chữ sát thá. Sát thá nó là một danh từ nam tính ha. Nhưng mà nó được chia theo đối cách suối ha. Đối tỷ giá quy pháp tí hay có quá trình đó. Cho nên ở đây á sân sát thần có nghĩa là không gần gũi, không thân cận,
không gần gũi, không thân cận, không giao tiếp. Rồi động từ chữ A, chữ sân, đúng rồi, đó là hai tiếp động ngữ. Rồi động từ thứ hai, gahathehi, ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, chữ gah và chữ thehi ha. Chữ gah nó là một danh từ nam tính, hagran tapum linh ga. Gah là nhà, là ngôi nhà ha, hay ám chỉ cho những người cư sĩ, gọi là tại gia gah. Rồi chữ thehi do cái chữ căn ngữ tha, do căn ngữ tha, tha có nghĩa là đứng ha, và chỉ ở đây chữ tha được biến đổi theo sử dụng cách số nhiều, sử dụng cách số nhiều tức là ta tỳ gia quỳ phát tỳ bồ hữu quá tình á, cho nên chữ tha biến thành thê hí. Biến thành thề hỷ. Vậy thì ở đây gia hấp thề hỷ có nghĩa là những người tại gia, với những người tại gia vậy thì câu đầu tiên này, không thân cận hay là không gần gũi với những người tại gia, không thân cận, không gần gũi với những người tại gia hả? Câu đầu tiên. Rồi bây giờ chúng ta đến câu thứ hai. Anagare hi chu pha yam. Câu số 2 cũng có hai từ. Anagare hi là một, chu pha yam là hai. Chữ anagare hi ở đây chúng ta thấy tiếp động ngữ anh ở phía trước. Anh nó tương đương với chữ ná, với chữ á, có nghĩa là không. Rồi agarehi, agarehi do cái từ agara. Agara nó là một danh từ trung tính, akrantanapum sakalinga. A có nghĩa là không hả? Rồi chữ anh ở trước nó là không ha. Nhưng mà ở đây agara cũng có nghĩa là không nhà. Không nhà, nhưng mà nó được chia theo sở dụng cách số nhiều. Sở dụng cách số nhiều có nghĩa là ta tỳ gia quỳ phát tỳ bồ hữu quá tình á, cho nên agara biến thành agarehi. Và có tiếp động ngữ phía trước, anagarehi, với những người xuất gia, với những người xuất gia. Agara chứ không phải agara, agara. Rồi chu phá dân, chu phá dân. Chúng ta thấy ở đây chị cá, chị chá cộng với u phá dân, chá là bà ha, rồi u phá giá
Upaya là cả hai, nhưng mà Upaya được chia theo đối cách số ít. Dutiya vipatti ekavacaya, cho nên Upaya biến thành Upayang. Và có chữ chá ở phía trước thì chúng ta thấy là được logo và xâm tí, nó biến thành chu phá dần. Chu phá dần có nghĩa là cả hai, và cả hai, và cả hai. Và cả hai với những người xuất gia, hoặc là với những người xuất gia và cả hai. Cả hai tức là câu số 1 là tại gia, câu số 2 là xuất gia. Và xuất gia và Upayang đúng rồi. Và câu số 3 ha. Alo kasa rin apichang, alo kasa rin apichang, alo kasa rin. Ở đây chúng ta thấy có hai từ, alo ka là một và sa rin là hai. Chữ alo ka nó là một danh từ trung tính ha. Bởi vì ô cá nó có nghĩa là cái nhà, nhưng mà có chữ anh ở phía trước có nghĩa là không. Vậy thì chữ anh ô cá có nghĩa là không nhà, không nhà. Và chữ sa rin, sa rin do cái từ sa ri nhỉ, sa ri. Ý nghĩa của từ sa ri này có nghĩa là có việc đi lang thang, có việc đi lang thang. Mà anh lô ca nó được chia theo đối cách số ít. Dutiya vipatti ekavacana, sa ri biến thành sa rin. Anh lô ca sa rin tức là người không lai vãng các gia đình, người không lai vãng các gia đình, hay là người không có đi lang thang đến các nhà. Không lai vãng các gia đình. Rồi, cái từ tiếp theo, apichang. Apichang ở đây chúng ta thấy có hai từ đi chung với nhau, là appa cộng với ichang. Appa nó là một tính từ có nghĩa là ít ỏi, và ichang do cái từ icha. Icha nó là một danh từ nữ tính, akalanta ichilinga. Icha là sự ham muốn. Nhưng mà chữ cha đây được chia theo đổi cách số ít. Đối từ giàu phát thi hệ có quá trình á. Cho nên ít cha biến thành ít chân. Hấp bích chân có nghĩa là người ít ham muốn. Người ít ham muốn. Người ít ham muốn, người ít ham muốn không lai vãng các gia đình. Và câu cuối cùng, tamahang pu mi pram năng, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Này thì câu Phật ngôn 404 cho chúng ta ý nghĩa.
không gần gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất gia, không lai vãng các gia đình ý tham muốn, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Xin lặp lại, không gần gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất gia, không lai vãng các gia đình ý tham muốn, ta gọi vị ấy là Bà La Môn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức, sao mà hôm nay nhiều quá vậy nè, không biết mấy xuất gia thế tục hai hàng, đến đi chẳng luyến dọn ngàn thông dông, cô đơn thiểu dục bên lòng. Như Lai sẽ bảo xứng dòng Bà La Môn. Hoặc là còn có một câu nữa, xuất gia chi sĩ chẳng tham, non xanh vô ngại dâm trần an như, gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thiêu dục đúng từ Bà La Môn. Hai câu này quý vị thấy câu nào cũng hay ha, nhưng mà lấy một câu thôi, nếu đọc lần hai câu thì thấy nó bị rối. Xuất gia thế tục hai hàng, đến đi chẳng luyến dọng ngàn thông dông, cô đơn thiêu dục bên lòng. Như là sẽ bảo sướng dòng Bà La Môn. Hoặc là xuất gia cư sĩ chẳng than, non sân vô ngại dặm trần an nhi, gió sao chẳng gợn tâm tư, cô đơn thị dục đúng từ Bà La Môn. Rồi, Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn, gọn, rõ ràng, không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ý dục ta gọi Bà La Môn. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ý dục ta gọi Bà La Môn. Rồi, xuất gia thế tục hai hàng, nếu như chẳng đến dụng ngàn thông giống, cô đơn tự dục bên lòng, Như là sẽ bảo xin dòng Bà La Môn. Rồi, không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ý dục ta gọi Bà La Môn. Rồi, bây giờ quý vị nghe dân sĩ ha. Rồi, thật nước xuân chút nè. Gió có màu xanh hay tím, sao kỳ vệ sư là sao? Gió có màu xanh hay tím là sao? Không hiểu nói. Lâu lâu chọt lên câu rối đồ hình nè. Đây nè, hồi nãy sư trang chiếc lá mùa xuân ha. Lên đọc mà có phụ họa đấy nha. Có người phụ họa hàng bên nè, nhưng mà thấy hay là không bị rối, không bị rối đồ hình ha, mà coi như vẫn đọc mà rất là chuẩn, kệ nó có thuộc lét kệ nó, cũng giống như bây giờ mày sẽ kiêm cái chát lên câu này câu kia cũng không có nhầm nhòi hết á, đừng có quậy ha. Rồi, nghe duyên sự cầu con nè, duyên sự rất là hay. Câu Phật ngôn 404 được Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên và đề cập đến một vị trưởng lão tên là Tisa, biết sao đây bà con? Biết thử coi có đúng không ạ? Biết đúng tên là cái đó mắc mơ mắc nói lên những sự. Alo, Tisa. Rồi, Việt Nam dịch là Đề Xá đó. Nghe hay ha, chữ người ta cái tên cái danh từ riêng của người ta mà dịch ra thành ra Đề Xá, cái này gọi là mất dịch mới được. Để nguyên tên người ta hay biết bao nhiêu, có hai chữ mà cũng phải dịch ra là Đề Xá. Tam sao thất bổn, chính vì dịch cái kiểu đó mà bây giờ mới bị mất dịch nè. Khi mà Ngài Tích Xá này đến gặp Đức Phật,
xin học với Đức Phật những cái đề mục để mà tu tập. Khi xin Đức Phật cho đề mục nghiệp xứ xong ha. Rồi Ngài đi vào trong cái rừng sâu, trong rừng núi á, tìm một nơi thích hợp để hành phạm hạnh. Và đi sâu vào trong đó thì gặp một cái hang núi, cảm thấy rằng vừa ý với chính mình. Nhưng mà chính trong cái hang núi đó có hai mẹ con của một cái vị chư thiên ở trong, trú ngụ trong đó rồi. Thì coi như Ngài Tích Xá này thấy cái hang núi này coi như thích hợp, mình nói với suy nghĩ là ta sẽ ở đây thực hành phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. Nhưng mà cái vị chư thiên đó ở đó, khi thấy cái vị tỳ kheo này mới biết đây là vị có giới hạnh. Nếu mà mình ở chung với Ngài thì rất là bất tiện, bởi vì người có giới nó giống như lửa vậy. Sống gần thì mình cảm thấy rằng mình có con cái, rồi ngự ở trên cao, Ngài ngồi dưới tóc thì thấy không thích hợp. Thôi nghĩ rằng cái vị này tới trú ngụ đây một bữa rồi sẽ đi thôi, chứ không phải ở lâu, cho nên cũng quan hệ né né qua một bên. Nhưng mà rồi sáng hôm sau thì Ngài Tích Xá này đi vào làng khất thực. Có một tiếng nữ trông thấy Ngài trưởng lão này, phát sanh cái niềm thương, giống như coi Ngài trưởng lão là một vị người con của mình vậy. Cho nên thỉnh vị trưởng lão này vào nhà cúng dường vật thực. Sau khi cúng dường vật thực xong là mới thỉnh bạch Ngài, xin Ngài giải nhân vật thực nơi đây trọn 3 tháng. Thì Ngài thì sáng mới suy nghĩ, ồ, mình đi lang thang đây đó, nhưng mà có sự hộ độ của cái vị tiên nữ này thì mình sẽ an tâm thực hành, mình không có lo về cái phần vật thực nữa. Cho nên Ngài đã chấp nhận lời thỉnh cầu đó. Viên vị chư thiên ở trong hang động, ồ, thấy Ngài trở về hang núi, cái này mới khởi lên một cái tâm suy nghĩ, ủa, ngủ đèn đêm đi khất thực đâu không về nữa, chắc có ai thỉnh Ngài ở lại, và có lẽ nay mai Ngài cũng sẽ đi thôi. Nhưng mà đến nửa tháng, vị chư thiên này vẫn thấy trưởng lão vẫn ở trong cái hang động này nữa, cho nên mới suy nghĩ có lẽ cái vị này ở đây cho hết mùa mưa 3 tháng. Nếu như vậy thì bất tiện cho mẹ con ta, vì ta không thể sống chung với một người con cao, ta không thể xua đuổi vị này đi được, làm sao đấy, không lẽ xin thỉnh Ngài đi nơi khác à, hay là giới của vị này ta sẽ tìm cái lỗi. Rồi vị chư thiên này dùng thiên nhãn của mình thấy được giới hạnh của Ngài Tích Xá rất là thanh tịnh kể từ khi thọ cụ túc giới cho đến bây giờ, rất là trong sạch, thì làm sao đây mà tìm lỗi. Thôi thì ta sẽ tìm cơ hội để phá cái giới của vị này. Và thế là cái vị chư thiên này đi đến nơi nhà của người tín nữ hộ độ cho Ngài Tích Xá, nhập vào đứa bé con trai lớn của cái cô tín nữ này, làm cho hai con mắt nó lòi ra, nước dãi nó chảy ra hai khóe miệng, và đứa bé quằn quại đau khổ. Cô tín nữ này hoảng hốt, sầu muộn, than khóc, vì sao mà con tôi như thế này, trời ơi là trời. Lúc bây giờ vị chư thiên hiện ra mới nói với cô ta, con của bà bị tôi bắt rồi, nhưng mà muốn cho con khỏi thì vẫn nghe theo lời tôi, ta không cần lễ vật gì hết á, chỉ cần xin lời trưởng lão Tích Xá cái nước cam thảo để chữa bệnh cho con. Rồi cái cam thảo đó có thể rang với dầu
cho nó ngửi. Nếu được như vậy thì ta tha mạng cho con cô. À, thì cô tí nữ này mới trình lên, mới trình lên cho ngài Tí Xá. Thì ngài Tí Xá mới nói rằng à, không được, dù có chết đi nữa tôi cũng không thể làm cái vấn đề này được, bởi vì đó là một vấn đề tà mãn. À, rồi cái vị trí này mới nói với cái cô tí nữ, nếu mà cô không xin được cam thảo thì xin cái vị thuốc a quỳ để nhỏ vào mũi. Nhưng mà ngài Tí Xá cũng nói với cô tí nữ đó là không thể lấy a quỳ cho cô để mà nhổ vào mũi đứa nhỏ được. Rồi thì bây giờ vị duy tiên nó mới bắt một cái trường hợp khác, nếu hai trường hợp kia không được á thì cô hãy xin cái nước rửa chân của trưởng lão Tí Xá, rồi lấy cái nước á dội gội lên đầu của đứa bé. Thì cô tí nữ này nói là ồ, cái này có thể làm được. Và khi mà ngài trưởng lão đến thọ thực thì cô tí nữ đó mới cúng dường vật thực rồi xong xuôi, rồi mới bạch rằng bạch ngài, con sẽ lấy nước rửa chân của ngài để dục gội lên đầu của đứa bé. Thì ngài trưởng lão nói được, ta cho phép đó. Cô ta lấy nước rửa chân gội lên đầu của đứa bé, và vị thiên đó xuất ra khỏi đứa bé. Đứa bé trở nên mạnh khỏe như xưa, không còn lòi con mắt ra, không còn coi như chảy bột mép nữa. Rồi vị chư thiên trở về đứng ngay trước cửa hang của cái động đó, canh ma chờ ngài trưởng lão Tí Xá về. Khi mà ngài Tí Xá thọ thực xong trở về hang thì vừa đến cửa hang, vị chư thiên này hiện ra nói với trưởng lão Tí Xá rằng: này ông thầy lương y, ngài chớ nên vào trong cái hang động này nữa. Ngài Tí Xá ngạc nhiên hỏi: nàng là ai? À, tôi là vị chư thiên ở nơi đây. Trưởng lão Tí Xá mới suy nghĩ: ta đâu có làm thầy thuốc đâu mà kêu ta này thầy lương y, ngộ thiệt. Rồi ngài mới quán về giới hạnh của mình, kể từ khi thọ cụ túc giới tu tỳ khưu tới bây giờ, và thấy là cái giới của mình hoàn toàn thanh tịnh, không có bị lấm nhơ. Cho nên ngài mới nói với vị chư thiên đó: này chư thiên, ta không thấy chỗ nào ta đã làm thầy thuốc ấy, ta không thấy làm thầy thuốc một chút nào cả. À, như vậy thì cái nguyên nhân gì mà ngươi gọi ta là thầy lương ý? À, thì cái vị chư thiên nó mới nói là: ngài không thấy điều đó hay sao? Ngài Tí Xá nói: thật ta không có thấy. Vị chư thiên nói: tôi sẽ chỉ cho ngài thấy cái điều đó. Ừ, ngươi cứ nói lên đi. Tôi nói cái điều xa xôi lắm gì. Đây nè, có phải ngài đã cho nước rửa chân dội lên trên đầu đứa con trai người hộ độ ngài, mà khi mà phi nhân nó nhập vào, có đúng vậy không? Ồ, chuyện này thật là như vậy. Bạch ngài, đó chính là thầy thuốc chứ còn làm gì nữa. Này phi nhân kia, ngươi cho rằng điều ấy là thầy thuốc sao? Và trưởng lão Tí Xá đã quán xét suy nghĩ: ta đã khéo an trú, người ta đã thực hành chân chánh với cái giáo pháp thật sự, nhưng mà cái vị chư thiên này cũng không thấy được cái điểm lắm nhơ, chỉ thấy cho ta cho nước rửa chân để dội lên đầu đứa bé mà thôi. Thì như vậy có phải là thầy thuốc đâu. Mà do quán xét và giới hạnh của mình như vậy, bị trưởng lão Tí Xá này phát sinh phỉ lạc. Rồi
chứng đạt đầu quả A La Hán chính tại nơi đó. Khi mà chân của ngài vừa bước đi vào trong hang động thì ngài đã chứng đạt thánh quả A La Hán và thấy rằng không có gì hoang hố. Ngài mới nói với vị chư thiên rằng: này thiên nhân, người đã hát hại đến một vị sa môn giống như ta, người chưa nên ở nơi đây nữa, người hãy rời khỏi khu rừng già này đi. Và ngài nói rằng: sự sống của ta thật là trong sạch, người chưa hát hại ta, ta là người vô uế, là người có giới hạnh, là người trong sạch, người hãy đi ra khỏi khu rừng, cái hang động này. Và trưởng lão Tích Sáng là trú ở cái hang này 3 tháng. Khi mãn mùa an cư, ngài trở về ý kiến Đức Thế Tôn. Các vị tỳ kheo hỏi ngài: này hiền giả, cái phần sự gia mà hiền giả đã thực hành có là thành tựu hay chưa, có nghĩa là đã đạt đến cái mục đích cứu cánh hay không á? Ngài Thích Sáng mới thuộc lại đầu đuôi câu chuyện từ Chí Yên vào ở hang núi Đơn Nhập Hạ và gặp Vi Chi Thiên, hai mẹ con trong đó. Thì các cái vị tỳ kheo kia mới hỏi nữa là: này hiền giả, khi mà thiên nhân ấy nói như vậy thì hiền giả không giận hay sao? Này chứ hiền giả, tôi đâu có hận làm cái gì. Khi nói lên câu này thì các vị tỳ kheo kia mới bắt lỗi và nói rằng: ô, vị này khoe pháp bậc cao nhân, nghĩa là không có giận hờn, cho nên đem cái vấn đề này trình lên Đức Phật. Mà Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo ấy nói không đúng theo sự thật, sự thật không như lời vị ấy nói. Dù vị chư thiên ấy nói như thế, vị này lại bảo rằng tôi không có giận. Đức Phật mới nói: này chư tỳ kheo, thật vậy, con của Như Lai không còn giận nữa, vì ấy đã thoát ra khỏi sự dính mắc của hàng tại gia và xuất gia. Con của Như Lai không có sự dính mắc đâu, đã thiểu dục, đã tri túc. Và Đức Phật ngài đã đặt lên câu Phật ngôn 404: A sằng sa tăng ga hát thề hi a na ga rê hi tu pha dần a nô ca sa rin ấp bích chăn tam hằng phù mi rầm mát đằng. Không liên hệ cả hai xuất gia và thế tục, sống độc thân ít dục, ta gọi bà là môn. Dân sự này cho chúng ta thấy rằng Tích Xá vào hang đá độc cư, nhất tâm nguyện đạt cõi chân như, hằng ngày đi bát vào trong xóm, tín nhân nữ chân thành tiếp độ sư. Sơn thần kiếm cớ đuổi sư ra, nhập sát con trai của chủ nhà, pháo tội sư làm y sư gượng, không tròn phạm hạnh bậc ly gia. Nhờ vậy sư quan sát giới mình, hỷ hoan tiến đạt quả vô sinh, bình an cứ ngủ trong hang đá, mang hạ về chậu chùa viếng đệ huynh. Khi tăng ngờ vật truyền sơn thần, vu cớ sư mà sư chẳng sân, Phật dạy bà la môn thiêu dục, tục tăng chẳng phạm sống cô thân. Alo, còn nghe không? Hôm nay quý vị biết là nó cái giọng giống dịch được vậy, không biết đó. Cố gắng để mà nói, để làm tròn bổn phận. Quý vị nghe được thì tốt, nghe không được thì chúng tôi cũng cảm ơn thôi. Và bây giờ chúng tôi nghe quý vị nói nè. Dương sự đã xong, làm tròn bổn phận rồi. Bây giờ tới phần của quý vị đó. Alo, câu Phật ngôn này nói lên cái gì đây? Duyên sự cũng đã xong rồi. Rồi, mời bà con. Còn 14 phút nữa.
Hôm nay có ý kiến thì mời Sĩ Hồng Nhật coi như đóng room. Ồ, có bàn tay rồi hả? Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư, con kính chào cô tu nữ Tuệ Duyên, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con cũng nói ít lời cho sư nghỉ ngơi ạ. Dạ, thưa sư, trong này con cũng chưa hiểu cái chỗ là tại sao mà cái vị tít xá này, cái trưởng lão chức tít xá này, nếu mà mình làm thuốc chữa bệnh cho người con của cái vị đó, của cái người bà, người dân mà muốn dâng cúng vật thực cho ngài, thì điều đó là tốt, chứ tại sao lại là bị phạm giới? Dạ, con cũng chưa hiểu điều này á thưa sư. Vì con nghĩ là điều đó cũng là chánh nghiệp, nhưng ở đây thì lại nói là nếu mà làm như vậy là tà nghiệp tà mạng gì đó. Dạ, con chưa hiểu chỗ này thưa sư. À, Đức Phật cấm. Dạ, là luật. Dạ, nếu mà là luật thì như vậy, nhưng mà tại sao mình lại mình làm một điều tốt như vậy mà lại không được? Con cũng hơi thắc mắc chỗ này. Vị nào biết thì dạ, em kính mời chị Kim lên giải thích dùm cho em, để cho sư nghỉ ngơi và để em hiểu biết thêm. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, sư nghỉ ngơi cho khỏe ạ. Dạ, sư cứ tiếp tục sư nghỉ ngơi đi sư. Chắc tại sư la con nhiều quá sư mới bị bệnh đó. Con thấy để trả lời cô Hồng Thị Nhung, để nói nhạy chút đi nha. Hồi nãy sư có đọc cái câu thơ 404 này nè, của người nào dịch đó, núi xanh hay non xanh vậy đó. Con thấy có màu xanh màu đỏ vậy đó, thì con lạ, con hỏi chơi vui vậy thôi, chứ đâu có gì đâu. Còn vấn đề mà không Đức Phật là nghiêm cấm các vị tỳ khu ni không được dùng những chuyện này để mà cho những Phật tử, chẳng hạn như là chữa bệnh hay dùng cái nghề vật của mình, như là bất cứ cái gì đó Đức Phật cấm. Tại vì Đức Phật không có muốn là những người Phật tử họ hay dùng thần thông nữa, không cho dùng thần thông nữa, đủ thứ hết đó. Như là coi ngày, coi tuổi gì đó, với lý do rằng Đức Phật muốn các vị đệ tử của mình là phải dùng cái sự hiểu biết về những lời dạy của ngài để mà truyền đạt lại cho các Phật tử, để mà người ta hiểu biết, người ta sửa lấy cái lực, người ta áp dụng và sửa những cái thói hư tật xấu của mình để tiến tới con đường đạo quả niết bàn, chứ không phải dùng những cái này để mà làm vui lòng, hài lòng, hay là để cho người ta nghe lời mình, theo mình. Cái đó là điều không có được chính đáng. Thì đó là Đức Phật muốn nói như vậy đó, theo sự hiểu biết của tôi. Tức là những người nào có cái vật như làm hắc thuật rồi chữa bệnh chữa gì đó, thì cái đó Đức Phật không có cho. Phải dùng những cái lời dạy của Đức Phật về bác chánh, những gì mình biết, để mà dạy cho chúng sanh Phật tử hay những người đó ngoại đạo cũng vậy, để người ta hiểu biết cái chánh pháp như thế nào, dùng cái đó đấy. Tại vì có dùng thần thông hay thuốc chữa bệnh gì cũng không có cứu được cái nghiệp của mình bao nhiêu hết trơn á. Cái người mà bị bệnh ung thư á, thì nó cái nghiệp của họ tới chỗ đó, họ phải chết. Trước khi chết họ phải chịu sự đau đớn của những cơn bệnh giống như vậy, chưa có cứu thì cũng vậy thôi. Thì bởi vậy cái điều này rất là đúng đó cô. Cô thấy tụi Trung Cộng không? Nó dùng những bộ phận á, của người tù hay người gì đó, để mà nó thay thế, nó giải phẫu á. Thì theo sự hiểu biết của tôi á, hầu như những người này chỉ sống thêm vài ba năm thôi, rồi cũng phải chết. Có một điểm đó mà cô thấy rất rõ ràng á, cái ông Stephen Jobs, cái ông là co-founder của Apple đó, iPhone đó, cô biết không? Ổng bị bệnh ung thư. Có một người hiến cho ông cái ung thư gan, hiến tặng cho ổng một lá gan. Nhưng mà ổng cũng không sống được bao nhiêu lâu, ổng cũng phải chết vài năm sau đó khi mới tái phát lại.
Thì cái bệnh ung thư này á, tôi nghĩ là cái bệnh nghiệp đó cô, những cái bệnh mà không có thể chữa được là bệnh nghiệp. Mà cái nhiều nhiều cái bệnh nó có những người ung thư thì sống rất là lâu, như là prostate cancer về của đàn ông á, thì có người sống tôi nghĩ 20 năm á, nhưng có những cái bệnh chỉ cần vài tháng là chết, là ung thư phổi, như ba tôi vậy đó. Ba tôi chết vì ung thư phổi, tại vì ba tôi có một thời gian hơn 50 năm hút thuốc lá á. Ổng là lính mà Đức Phật cấm không cho là coi bói, bói toán, coi ngài, đại khái là những vậy đó. À, thì Đức Phật không có cho phép. Đức Phật phải nói dùng những lời lẽ, những cái giáo pháp của ngài dạy, phải biết rằng đời là vô thường, đời là những các pháp đều vô ngã hết, nó đi và nó đến, không ai kiểm soát nó được hết. Thì chính vì không kiểm soát được, con người không phải nắm vững được cái vận mạng mình được như thế nào hết, nó đến và nó đi, không ai biết được. Thì nói bởi vậy không kiểm soát được, thành ra mới gọi là chúng sanh mới đau khổ. Thì chính cái sự đau khổ mình phải chấp nhận và sống trong đó, học Phật pháp để cho tâm tư của mình được thành được an lạc. An lạc tức là không có vướng mắc bên này bên kia, cái coi như thế nào ha, tức là mình trung đạo, trung dung với những cái pháp nó đi pháp nó đến, không phải là mình vô cảm vô tình, nhưng mà mình hiểu nó đến nó đi giống như vậy, là cái vận của vô thường, cái sự vận hành của pháp vậy thôi. Trời ơi, còn mấy phút nữa. Hồng Thị Kim Dung nghe vậy có hiểu không? Có đồng ý không? Không đồng ý lên nói tiếp ha. Trả lời đi. Ok không? Thì vậy hả? Còn mấy phút nữa. Vậy cô có câu hỏi gì cô tiếp tục hỏi ha. Vậy tôi trả máy lại ha. Mời quý vị khác lên nha. Rồi, cảm ơn quý vị nha. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, xà thủ kính cảm ơn cô Kim, kính cảm ơn câu hỏi của Sích Kim Nhung, cảm ơn tình tâm, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Thai giá. Dạ, chắc ngày mệt rồi, ngày không có trở lại máy, thấy im ru nên Nhật Bình xin được đỡ mít. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, theo bài học ngày hôm nay thì con hiểu được một điều là Đức Phật chỉ muốn những vị tỳ khưu, cư sĩ thì làm nghề thầy thuốc thì rất là tốt, mà nhất là làm thầy mà không có để lấy tiền để độ chúng sinh thì rất là tốt. Nhưng nếu một vị tỳ khưu thì không có tốt chút nào hết, tại vì tỳ khưu thì đã là con là đệ tử của Đức Phật, thì đệ tử Đức Phật chỉ nên học giáo pháp của Đức Phật và hành giáo pháp của Đức Phật để giải thoát mình trước rồi giải thoát chúng sanh. Thì đem những cái lời của Đức Phật dạy để tự mình tu tập, tự mình giải thoát. Dạ, chứ không có phải để, đúng rồi, để thời giờ tu tập, không có để thời giờ làm mai, làm mối, rồi cho qua, cho lợi, rồi làm thầy chữa bệnh, là những điều Đức Phật cấm trong giới luật. Tại vì luật của tỳ khưu tới 227 giới nên rất nhiều điều để cấm, mà nhất là coi ngày coi giờ, rồi làm thầy chữa bệnh, rồi làm mai làm mối nè, cho qua cho lợi nè, đó là những cái điều con hiểu được. Theo như tại sao trong cái câu này là Ngài Tích Xá đã nhìn lại mình, giới hạnh mình trong sạch, nhờ nhìn lại giới hạnh trong sạch mà Ngài đã tu đắc đạo quả. Dạ, con nghĩ là con hiểu được bao nhiêu đó thôi. Dạ, con thấy còn 3 phút nữa, con cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng để kết thúc buổi học ngày hôm nay. Dạ, còn 3 phút nữa con nghĩ là Ngài khỏe, Ngài nói được để kết thúc chúc phúc cái đạo tràng bạch Ngài. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bích Tha. Dạ.
Nam mô Bích Tha giá. Dạ, vậy thật sư nghĩ rồi, sư không có trở lại máy rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung nghe Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Vậy bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh hồi hướng quả phước đã tu tập được trong buổi học ngày hôm nay. Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Con, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay. Đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng tín nhân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới xa bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Luân, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh nang, bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng nồng đều nhau cả thảy. Y đăng muôn nhân ni ban sát bát nha yo hồ tụ. Y đăng muôn nhân ni ban sát bát nha yo hồ tụ. Y đăng muôn nhân ni ban sát bát nha yo hồ tụ. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Trí Đức. Quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân và phước chúng con đã tạo được đến giới quý ngài, nhất là ngài Trí Đức. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, kệ kinh, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Trí Đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rơm có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Nhật Bình kính cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bích Tha giá. Con kính chúc quý ngài, Nhật Bình kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Tham Ma giá. Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ chào tạm biệt đạo tràng, con xin phép được xuống mít ạ. Để trong ban điều hành chúng con để bày kệ kinh, sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rừng. Kính chào tạm biệt đạo tràng. Nguyện công đức tu kỳ hồi hướng đến chư thiên thần tiên thần hộ pháp, nhiều oai đức thần lực từ khắp cả thần hoàn, từ không giới thiên giới xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, hiểu bình dứt khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa mai buôn nhân xa hoa ca gia hoa thanh hô tùa ca ca tê ca lê, do sự phước báo mà chúng con đã trong sanh làm đây.
chức cõi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.